Đêm 15 tháng 10 năm 2012, một xe chuyên dụng của đội cảnh sát giao thông rạch chiếc đang tuần tra trên quốc lộ 1A, đoạn qua khu phố 6, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh thì bị một xe tải cố ý tông phải, khiến một chiến sĩ cảnh sát giao thông bị thương, xe chuyên dụng hư hỏng nặng. Thông tin ban đầu cho biết vào 21 giờ 30, Thượng sĩ Nguyễn Hải Quân thuộc đội giao thông rạch chiếc đang tuần tra trên quốc lộ 1A theo hướng từ cầu vượt Linh Xuân đi Suối Tiên. Khi còn cách trường Đại học Nông Lâm khoảng 100 m thì phát hiện một chiếc xe tải chạy lấn tuyến nên ra tín hiệu dừng lại. Tài xế xe tải mang biển kiểm soát 17K6388 không xuất trình được giấy tờ hợp lệ nên đã đưa tiền để hối lộ. Anh Quân kiên quyết từ chối, lúc này phụ xe tải ở trên xe đề máy nổ. Thấy xe tải định bỏ trốn, Thượng sĩ Quân đã chặn trước đầu xe, không những không dừng lại, phụ xe đã đạp ga cho chiếc xe đâm thẳng vào Thượng sĩ Quân đang ngồi trên xe chuyên dụng, rồi kéo lê hơn 50 m. Sau đó điều khiển xe chạy thẳng về hướng Đồng Nai, còn tài xế xe tải đã rời khỏi hiện trường. Chiếc xe tải và chủ xe trốn chạy đã bị lực lượng cảnh sát giao thông thành phố Biên Hòa chốt chặn, bắt giữ trên quốc lộ 1A, đoạn qua khu công nghiệp Amata thuộc thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Nguyên nhân vụ việc và danh tính của những người liên quan đang được làm rõ.